Xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình cùng làm quen với cách vẽ chú cá mập Baby Shark rất là nổi tiếng nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn tròn như thế này. Đây sẽ là phần đầu của chú cá mập. Sau đó chúng ta vẽ hai cái đường thẳng như thế này để giúp xác định vị trí của các cái bộ phận trên khuôn mặt. Chúng ta vẽ tiếp đến mắt. Chúng ta vẽ mũi. Tiếp đến chúng ta vẽ miệng. Chúng ta vẽ miệng như thế này. Chúng ta vẽ răng như thế này. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ vây. Vây trên lưng đây. Sau đó chúng ta sẽ vẽ xuống phần đuôi như thế này. Chúng ta có thể bổ sung thêm đôi mắt to ở đây. Sau khi đã vẽ phác họa cơ bản chú cá mập Baby Shark này, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ lại. Sau khi đã vẽ lại xong, chúng ta chỉnh sửa lại các cái nét cho nó đẹp hơn. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tô màu. Chú cá mập này sẽ có phần thân màu cam, phần bụng và phần gần miệng nó sẽ có màu trắng. Chúng ta sẽ tô phần thân trước. Như vậy là chúng ta vừa làm quen với cách vẽ chú cá mập Baby Shark rất là nổi tiếng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.